Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp toàn cảnh đám cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn. Như Quỳnh nghẹn ngào hạnh phúc trưng lễ, chú rể tươi rói nụ hôn ngọt ngào cho cô dâu Như Quỳnh. Sau lễ giờ ra tiền, 25 tháng 7, đám cưới của Như Quỳnh và Ngọc Sơn đã diễn ra tại một Bà Rịa Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, khoảng 300 khách mời tham dự là những bạn bè, người thân, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu chú rể. Trước khi đến giờ gờ, lễ đường của đám cưới hé lộ phần trang trí độc đáo, sử dụng cỏ lau thay vì hoa tươi thường thấy với tông màu trắng nâu chủ đạo. Như Quỳnh mong muốn mang lại sự trang trọng, tinh tế cho ngày trọng đại của mình. Chia sẻ về việc chọn cỏ lau làm hình ảnh trang trí chủ đạo, Như Quỳnh bày tỏ lý do cô chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé. Tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã chọn bất kỳ bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Tôi là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loại hoa có sức sống vô cùng kiên cường và trải qua bao sông bão. Dù rất mệt mỏi đung đưa nhưng không sẽ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài trời thì tôi muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tương trưng cho cá tính của cô dâu, rất mạnh mẽ nhưng kém phần uyển chuyển. Dù Ngọc Sơn đã lên tiếng chuẩn bị đám hỏi của Như Quỳnh, nhưng một bình luận trên mạng xã hội, ca sĩ Lam Trường nói rằng Ngọc Sơn sắp lấy vợ. Ngọc Sơn đã lần đầu thẳng thắn chia sẻ vì phóng viên vì bí mật chuyện đám cưới của mình. Tôi thật sự bất ngờ khi cùng cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho tôi và Như Quỳnh. Tôi biết rằng trong nhiều năm qua, chuyện tình cảm của mình luôn khiến đãi ra. Ngọc Sơn gửi lời hâm mộ bận lòng, tôi luôn cảm thấy áy náy vì chuyện đó. Ngọc Sơn khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời, mà thực ra hiện tại tôi không cô đơn vì đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các anh em học trò luôn yêu thương bên cạnh. Thực tế Ngọc Sơn luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kỳ thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu. Bản thân Ngọc Sơn không có bất kỳ một bình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần có sự rung động, đồng cảm của hai tâm hồn và đủ duyên phận để bên nhau dài lâu mà thôi. Bản thân tôi cảm thấy Như Quỳnh vì nhiều điều. Hồi đó Như Quỳnh vẫn thần tượng của tôi, không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng dịu dàng, sống tâm đức. Điều tôi quý nhất ở Như Quỳnh là sự tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho tất cả mọi người. Như Quỳnh thật sự là một người con gái rất Việt Nam, luôn chu đáo, luôn nhẹ nhàng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cư duyên gặp gỡ ăn một bữa cơm với gia đình Như Quỳnh khiến tôi cảm thấy cô ấy đáng quý. Tôi nghĩ rằng thời ấy, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người ái mộ Như Quỳnh. Cách đây không lâu, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh thân mật bên một người phụ nữ giàu mặt trên trang cá nhân. Đặc biệt ông Hoàng Nhạc Sến còn mặc vest chú rể, còn người phụ nữ đó mặc váy cưới cô dâu, làm dấy lên tin đồn Ngọc Sơn sắp lấy vợ ở tuổi 50. Hiện tại Ngọc Sơn vẫn chưa có phản hồi về tin đồn này. Tuy nhiên nhìn lại 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng công khai một lần tình vặt vai. Chỉ duy nhất vào tháng 10 năm 2018, Ngọc Sơn từng bị tin đồn kết hôn với ca sĩ Như Quỳnh. Dù đã đính chính đây không phải là sự thật, nhưng Ngọc Sơn cũng tiết lộ rằng anh từng yêu thầm Như Quỳnh từng hiện tại. Cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vậy Như Quỳnh là người phụ nữ như thế nào khiến ông Hoàng Nhạc Sến bao nhiêu năm kín bưng chuyện đời tư cũng phải thừa nhận tình yêu đơn phương? Dù đã đính chính đây không phải là sự thật, nhưng Ngọc Sơn cũng tiết lộ rằng từng yêu thầm Như Quỳnh, nhưng hiện tại cả hai là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vậy Như Quỳnh là người phụ nữ như thế nào mà khiến ông Hoàng Nhạc Sến bao nhiêu năm kín như băng, đời tư cũng phải thừa nhận từng yêu đơn phương? Như Quỳnh sinh năm 1970, là nữ ca sĩ hải ngoại được yêu ái trong lòng nhiều khán giả nghe âm nhạc Việt. Tên tuổi của cô gắn liền với dòng nhạc trữ tình và những bài hát buồn như Duyên Phận, Tình Mùa Đông, Chuyện Hoa Chim, Nỗi Buồn Phần Pha, Chuyện Tình Người Thiếu Nữ, Tây Thi. Nếu như Ngọc Sơn được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến, thì Như Quỳnh cũng là gọi nữ hoàng đồng quê. Không những giọng hát ngọt ngào, thanh thiệt mà Như Quỳnh còn là biểu tượng nhan sắc một thời những năm 1990 đến năm 2000.
không những có giọng hát ngọt ngào, thanh thiết mà Như Quỳnh còn là biểu tượng nhan sắc một thời năm 1990 đến năm 2000. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.